Sau khi mùa hè qua đi với nhiều tác phẩm nổi bật được lên sóng như An Lạc Truyện, Liên Hoa Lâu, Trường Tương Tư, Vân Chỉ Vũ, thì trong tháng 10 này, một loạt các bộ phim hấp dẫn không kém cũng được lên sóng với đề tài đa dạng từ xuyên game, trọng sinh làm lại cuộc đời, dân quốc điệp chiến đến huyền huyễn cổ trang, ngôn tình hiện đại. Dưới đây là 5 bộ phim truyền hình Hoa ngữ được lên sóng vào tháng 10 này. Hãy cùng Cbiz Phim đánh giá sơ bộ nội dung và chất lượng của từng phim nhé. Mai Hoa Hồng Đào, Quan Hiểu Đồng, Hàn Đông Quân, phát sóng từ ngày 11 tháng 10. Đạo diễn: Tiêu Vĩnh Lượng, thể loại: dân quốc, điệp chiến. Nội dung phim được lấy bối cảnh tại Thượng Hải năm 1940, xoay quanh câu chuyện kể về nhân vật Trần Gia Bình do Hàn Đông Quân thủ vai, là một thành viên ngầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc với mật danh Mai Hoa Tứ. Trong lúc chấp hành nhiệm vụ suýt bị bại lộ thì anh tình cờ gặp Tả Song Đào do Quan Hiểu Đồng đóng, vị hôn thê cũ của mình. Lúc này Tả Song Đào đã là đặc vụ của quân Đảng Quốc Dân, nhưng bởi vì thực hiện nhiệm vụ ám sát thất bại nên cô cũng đang tìm cách thoát khỏi rắc rối. Mặc dù cả hai đều không biết thân phận thật của nhau khi đó, tuy nhiên nhờ vào tình cảm ăn ý năm xưa mà cả hai đã dễ dàng phối hợp với nhau để qua mặt sự kiểm tra nghiêm ngặt của quân Nhật, cuối cùng dùng thân phận tình nhân mà thoát khỏi nguy hiểm. Ban đầu, bộ phim này gây sốt bởi nhan sắc đỉnh cao của cặp đôi diễn viên chính là Hàn Đông Quân và Quan Hiểu Đồng, nhưng hiện tại đang gặp phải nhiều tranh cãi. Tính đến nay, Mai Hoa Hồng Đào mới lên sóng được vài tập nhưng đã khiến người xem thất vọng. Trang Quy Quy cũng liên tục lên nhiều bài viết chê bộ phim Mai Hoa Hồng Đào là lê thê, dài dòng và nhàm chán. Đặc biệt, hình tượng nữ chính của Quan Hiểu Đồng cũng có rất nhiều điểm vô lý, hào quang nữ chính quá lớn đến nỗi khó có thể chấp nhận được. Vi Hữu Ám Hương Lai, Châu Giã, Vương Tinh Việt, phát sóng từ ngày 13 tháng 10. Đạo diễn: Vu Chính, thể loại: ngôn tình, trọng sinh. Vi Hữu Ám Hương Lai được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Tẩy Duyên Hoa của Thất Nguyệt Lệ. Đây được xem là một trong 3 tác phẩm ngược nhất do Jihu bình chọn. Phim là hành trình cải tà quy chính sau khi trọng sinh của ác nữ Hoa Thiển. Hoa Thiển, do Châu Giã thủ vai, là tiểu thư khuê các trong gia đình quyền quý tại Kinh Thành. Kiếp trước Hoa Thiển là một ác nữ tính cách ngang tàng, thủ đoạn độc ác, vì yêu thầm Trọng Dạ Lan, do Bành Sở Việt thủ vai mà cô không từ thủ đoạn để được gả cho hắn. Sau những việc ác mà bản thân gây ra, Hoa Thiển khiến cả Hoa gia nhà tan cửa nát. Tất cả người thân bạn bè xung quanh cô đều có kết cục bi thảm, Hoa Thiển cũng bỏ mạng trong tủi nhục và uất hận. Nhờ ông trời rủ lòng thương, Hoa Thiển được trao cho cơ hội sống lại lần thứ hai, cô tỉnh lại ngay trước đêm gả cho Trọng Dạ Lan với những ký ức đau khổ còn y nguyên. Sau khi Trọng sinh sống lại lần nữa, Hoa Thiển đã hoàn toàn tỉnh ngộ, cô từ bỏ nam chính không yêu mình, thành toàn cho Dạ Lan và Mục Giao, chuyên tâm bù đắp cho những người đã hy sinh vì cô ở kiếp trước. Trong quá trình quay đầu là bờ, Hoa Thiển cũng phát hiện thêm nhiều sự thật ẩn giấu, thấy được sự âm thầm bảo vệ của Trọng Khê Ngọ do Vương Tinh Việt thủ vai dành cho mình. Từ đó, Hoa Thiển cũng hạ quyết tâm sẽ bảo vệ và đáp lại tình yêu âm thầm của Trọng Khê Ngọ. Sau khi lên sóng những tập đầu tiên, Vi Hữu Ám Hương Lai được đánh giá là có nội dung hấp dẫn, nhịp phim nhanh, tình tiết phim cuốn hút nhờ sự chỉnh sửa và bổ sung hoàn thiện hơn cả trong nguyên tác. Nhan sắc và diễn xuất của dàn diễn viên chính Châu Giã, Vương Tinh Việt, Bành Sở Việt, Trương Giật Kiệt, Triệu Tình đều được đánh giá tích cực. Bên cạnh đó, màu phim cũng được nhận xét là dễ chịu, không lạm dụng bộ lọc, góp phần làm tôn thêm nhan sắc thật của dàn diễn viên. Điền Canh Kỷ, Tăng Tuấn Hy, Điền Hy Vi, phát sóng từ ngày 14 tháng 10. Đạo diễn: Hồng Lăng, thể loại: xuyên game, điền văn. Điền Canh Kỷ được chuyển thể từ tiểu thuyết Đình Đám Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ của tác giả Nhược Nhan. Bộ phim kể về câu chuyện Liên Mạn Nhi do Điền Hy Vi thủ vai, một cô gái sống ở thời hiện đại, bỗng một ngày bị kéo vào nông thôn cổ đại trong một ứng dụng game. Sau khi tỉnh dậy, Liên Mạn Nhi thấy mình hiện đang ở một nơi vô cùng xa lạ, chỉ toàn là ruộng với ruộng. Tại đây, Liên Mạn Nhi trở thành một thành viên của đại gia đình Liên gia. Trong một lần sắp bị bán đi, cô vô tình gặp được nam chính bí ẩn kiêu ngạo Thẩm Nặc do Tăng Thuấn Hy thủ vai. Hai người từ chỗ thù ghét nhau như chó với mèo đã trở nên hiểu nhau hơn và dần dần rung động với nhau. Xuyên suốt các tập phim đều có rất nhiều tình tiết hài hước, khiến người xem cười không ngừng nghỉ. Ngay sau khi lên sóng, bộ phim Điền Canh Kỷ đã nhận được nhiều lời nhận xét tích cực từ khán giả, đa phần đều cho rằng bộ phim này có nội dung thú vị, hình ảnh đẹp và rất hài hước. Với đề tài xuyên game kết hợp điền văn, bộ phim Điền Canh Kỷ như một làn gió mới mẻ trong dòng phim hiện nay. Người ta xuyên vào chuyện, xuyên sách được làm tiểu thư công chúa, thì nữ chính Liên Mạn Nhi lại xuyên vào một cô gái nhà nghèo với biết bao tình huống dở khóc dở cười. Bên cạnh đó, màu phim của Điền Canh Kỷ được đánh giá là khá đẹp, phim có bối cảnh nông thôn cổ đại mang đậm không khí mùa thu thanh bình. Thơ mộng nơi miền quê, khung cảnh vàng rực mùa lúa chín cũng khiến cho khán giả thích thú. Ngoài ra, phim cũng rất có tâm trong từng chi tiết nhỏ, đa phần các cảnh quay đều là cảnh thật, rất ít sử dụng phông xanh.
Bên cạnh ba bộ phim đã lên sóng ở trên, thì cũng có nhiều thông tin ngầm xác nhận rằng bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh cùng với bộ phim Thần Ẩn cũng sẽ được phát sóng vào cuối tháng 10. Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ, Bạch Lộc. Đạo diễn, Quách Hổ, thể loại, tình yêu công sở. Ở thời điểm hiện tại, Dĩ Ái Vi Doanh đang là bộ phim tình cảm hiện đại được các mọt phim Hoa ngữ mong đợi nhiều nhất. Ngoài nguyên nhân chính đến từ màn kết hợp của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ, nội dung phim cũng thu hút khán giả. Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Trêu Nhầm của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim kể về câu chuyện giữa nữ phóng viên kinh tế Trịnh Thư Ý, Bạch Lộc và anh chàng tổng tài thời Yến, Vương Hạc Đệ. Đang lúc sự nghiệp trên đà thăng hoa, Thư Ý rất mong muốn có thể có một bài viết xuất hiện trên vị trí trang đầu của tạp chí, nên đã nỗ lực hết mình để giành lấy cơ hội phỏng vấn độc quyền anh chàng tổng tài thời Yến đầy quyền lực của tập đoàn Minh Dự Vân Sang. Lần phỏng vấn đó đã khiến cả Trịnh Thư Ý và thời Yến để lại ấn tượng sâu sắc với đối phương, cũng từ đó mà nhân duyên bắt đầu. Không chỉ vậy, họ còn cùng nhau phát triển sự nghiệp và đưa mối quan hệ tiến xa hơn. Dĩ Ái Vi Doanh sẽ có 36 tập, phim dự kiến được lên sóng trên khung giờ vàng ở Đài Hồ Nam và Mango TV vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 năm 2023. Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, thể loại, cổ trang, huyền huyễn, đạo diễn, Lý Tài. Thần Ẩn được các mọt phim Hoa ngữ ví như ngoại truyện của dự án Thiên Cổ Quyết Trần, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Phim xoay quanh chuyện tình của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ là Nguyên Khải, Vương An Vũ và A Âm, Triệu Lộ Tư. Trong một lần dạo chơi, Nguyên Khải đã vô tình làm vỡ phong ấn khiến cho phong âm bị hồn bay phách lạc. Để sửa chữa lỗi lầm, Nguyên Khải quyết tâm tu luyện, chờ đợi đến ngày pháp thuật cao cường hơn sẽ đi tìm hồn phách của phong âm. Trên hành trình này, Nguyên Khải gặp được A Âm. A Âm và Nguyên Khải phát hiện ra sự thật rằng A Âm là một tia linh hồn của phong âm. Biến cố lại bất ngờ xảy đến khi Nguyên Khải bị trọng thương và rơi vào trạng thái hôn mê. Đến lúc Nguyên Khải tỉnh lại, A Âm đã chẳng còn ở bên chàng. Lúc này, nàng trở thành nữ ma đầu khắp tam giới đều khiếp sợ, bàn tay nàng cũng nhuốm đầy máu tươi. Trong mắt người khác thì nàng chính là nữ ma đầu không thể dung thứ, nhưng với Nguyên Khải nàng vẫn luôn là A Âm của ngày xưa. Trên mạng lan truyền tin Thần Ẩn lên sóng từ ngày 31 tháng 10 trên Tencent Video. Trên đây là 5 bộ phim nổi bật nhất trong tháng 10 này. Bạn có đang xem hay mong chờ bộ phim nào trong số những bộ phim này hay không? Hãy chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!